trao cho em, ai đã nói sẽ yêu em đậm sâu. Rồi một ngày em cũng biết mãi mãi chỉ là lời gian dối, chỉ một lời trên môi anh thôi. Người ơi, em vui rồi, thế nhưng em nhận lại gì đây hỡi anh? Hay câu chia ly? Cả cuộc đời em đâu mong, mong trái tim em được yêu. Chỉ một lần được mãi ở bên người, dù đời cay đắng. Trả lời em đi, sao anh lặng im, im như vậy? Anh cứ nói câu chờ anh nhé em, đến bao giờ? Một phút đắm đuối ánh mắt anh, em biết sẽ đau, đau một đời. Chỉ ước anh có thể ở bên, sẽ tới bên em gạt đi nước mắt. Hạnh phúc mong manh đến thế gian, em vẫn cứ đi tìm một đời. Liệu sau tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kiếp? Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, loài hoa vỡ tan vì thiếu anh. Này anh ơi biết chăng, người hỡi chờ ngày anh đến bên hoa cùng ta. Xin kính chào các bác. Ở video clip này em xin giới thiệu các bác một bộ cấu hình. Tại sao em lại mở một đoạn nhạc acoustic mà nó có theo kiểu hướng giọng vocal như vậy? Thì trước mặt các bác là một cặp loa, nó sở hữu những cái đường tiếng ở giải cao cực kỳ tuyệt vời. Diatone DS505, một cặp loa cuối số của dòng 3 số. Và với cặp loa này thì các bác có thể nghe thấy ngay từ đầu video, cái trung âm của nó, trung âm và trung trầm, trung cao và giải chép, nó kiểm soát cực kỳ đĩnh đạt các bác. Được mãi ở bên người, dù đời cay đắng. Trả lời em đi, sao anh lặng im, im như vậy? Nó anh có cảm giác cái giọng nói của ca sĩ nó như tờ luôn các bác ạ. Nó lặng như tờ và nó rất là vững ở trong cái giải khao 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 khó tả các bác. Đuôi ánh mắt anh, em biết sẽ đau, đau một đời. Các bác đừng quên em đang sử dụng chiếc Sansui D907X The Cat, một chiếc âm ly có cái chất âm cực kỳ ngọt ngào. Bát chép có thể để mức đài đất các bác nhé, không cần chỉnh bát chép. Tắt bỏ tông. Vì thiếu anh, người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, chờ ngày anh đến bên. Các bác lưu ý em không chỉnh bát chép các bạn nha, tắt bật nút tông luôn các bác. Và ở video clip này thì em muốn nói với các bác một điều rằng là những cặp loa
nó sở hữu những cái đường tiếng khủng như vậy. Thì nếu các bác muốn nghe nhạc acoustic, nhạc kiểu dạng là guitar kết hợp với ca sĩ hát kiểu như vậy các bác, đây là một trong những bài nhạc điển hình của những dòng nhạc acoustic các bác nhé. Nhẹ nhàng vocal đó các bác. Thích cái tiếng của nó phải lặng như tờ. Cái tiếng của ca sĩ các bác nó phải đánh giọng nào ra giọng đó, và cái nhạc cụ nó phải nổi lên trên nền. Thì đây là những cặp loa mà các bác có thể lựa chọn. Và thêm nữa là với thời điểm bây giờ giá những cặp loa này rất là tốt các bác nhá. Em sẽ bỏ quảng cáo các bác. Đó, với thời điểm bây giờ, thời điểm bây giờ cái giá của những cặp loa Diatone DS505 này nó rất là tốt. 19 triệu một cặp loa siêu đẹp như vậy, thùng vách siêu đẹp luôn đó các bác. Và những cặp này thì trên thị trường giá từ 20 đến 22 triệu các bác. Nhưng thời điểm này các bác mua tại cửa hàng em thì càng đẹp xuất sắc luôn, chỉ 19 triệu. Tất nhiên cặp loa này các bác có thể quay ngoắt một phát chơi nhạc, chơi nhạc mạnh các bác nhá. Bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc mạnh, bác nghe thử nó quánh dã man luôn đấy các bác. Đây các bác. Đây các bác, em sẽ mở một đoạn nhạc nhạc Như Quỳnh trước đi. Nhạc Như Quỳnh trước đi. Các bác lưu ý nhá, cặp này nhá. Các bác chơi acoustic guitar rất ngon và các bác không lời ballad cực kỳ ngon luôn. Nhưng các bác có thể quay một phát sang nhạc trữ tình, nó đánh cực kỳ phê các bác nhá. Này, em không chỉnh bát chép đâu nhá. Tiếng nó cái miên man, cái giặc trung của nó các bác. Trung chép nó rất miên man và còn bát nghe rất là vừa đủ. Mạnh của những cặp loa có đường tiếng lớn như vậy, một con trung 18 màng carbon và một con chép đôm. Đây là mid chép đôm các bác nhá, và một con chép đôm nữa các bác. Đó. Và với cặp loa này thì các bác có thể phối ghép với những dòng âm ly cổ, âm ly đời cao. Kể cả những dòng âm ly, kể cả những dòng kiểu như dạng là Pioneer 717 mặt đen này các bác. Nó cũng chơi ngon các bác nhá. Tất cả những dòng âm ly có công suất nguồn trên 180W các bác có thể chơi được. Đó các bác. Thì các bác có thể chơi những dòng âm ly mặt đen, mặt vàng chanh, hay là những dòng cổ kính như để dòng âm ly đài, đài của San Sui, đài của Pioneer các bác, thì chơi đều ngon cả các bác ạ. Đây là một cặp loa nó không kén âm ly, nhưng nhấn mạnh các bác là cặp loa này các bác có thể quay ngoắt 180 độ chơi nhạc sống và oánh nó rất lực luôn các bác nhá. Đây các bác, em sẽ mở các bác một bản nhạc sống này các bác. Các bác có thể chuyển sang nhạc sống ngay lập tức luôn được, bởi vì là đây là một dòng loa nó có thể vừa nghe vừa hát, nhưng mà các bác có thể hát karaoke rất là đỉnh luôn các bác. Đây các bác. Anh trách con tàu sao nỡ vô tình rời sân ga. Một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm, dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu về tình yêu như sắc hoa mang màu nhạt, giấu cho hững hờ ước mơ vẫn chờ. Đường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi. Một cặp loa tuyệt vời các bác, có thể đáp ứng tốt ba nhu cầu mà nghe hay, bày đẹp và hát karaoke. Ba nhu cầu cho một cặp loa. Hất hiu sương lạnh giá, tiếng còi tàu tìm về trên sân
tìm về trên sân ga. Sansu 907 XDCAT 707 XDCAT, 607 XDCAT, các bác có thể chơi vào cặp loa này rất là tốt. Và với những dòng XDCAT của Pioneer, của Sansui thì nó sẽ cho ra cái chất âm ngọt ngào, chuyên trị những cặp loa kiểu như vậy các bạn nhá. Những cặp loa mà nó có cái chất tiếng gọi là thiên về uy lực như vậy, nếu các bác có những chiếc âm ly mà nó lại nhẹ nhàng ngọt ngào kiểu như vậy ghép với nhau, nó bù trừ cho nhau các bác ạ. Chiếc âm ly đó cho cái chất tiếng cực kỳ ngọt ngào. Nhấn mạnh các bác, nếu nói về âm ly Sansui các bác nhá, tiếng dẻo thì có 907 XDCAT, 707 XDCAT và 607 XDCAT, tiếng nó cực kỳ dẻo các bác ạ. Và nó quánh vào những cặp loa kiểu như cặp loa này hay những cặp loa ngang ngố các bác, thì nó lại làm cho cặp loa nó cực kỳ dẻo đó các bác. Nó mất đi cái độ thô ráp của những cặp loa có cái độ nhạy 90 decibel như vậy các bác. Thì cái tiếng bass ngay lập tức, tiếng chép, tiếng trung nó lại ngọt xuống và nghe nó rất là dễ chịu các bác nhá. Và với bộ cấu hình này các bác có thể sở hữu. Hiện tại cửa hàng em đang có sẵn những mẫu Sansui 607 XDCAT các bác. Giá là 8.3 triệu, siêu đẹp luôn. Hàng mới về các bác, nguyên băng dính các bác ạ. Đó các bác, Sansui 607 XDCAT thì em về chiếc nào là bán chiếc đó luôn các bác nhá. Đó chiếc em vừa bóc ra các bác. Giá 8.3 triệu, cung cấp các giá cực kỳ tốt luôn. Và các bác có thể đánh vào dòng 707 này cũng giá 8 triệu này các bác, 707X này các bác. Cái thiết kế máy của 707X thì nó cũng tương tự giống dạng đàn anh của nó là 707 XDCAT hay là 907 XDCAT các bác, đều là 4 tụ nguồn như vậy các bác. Nhưng mà giá nó mềm, nó không có cái chỉ vàng ở đây. Chất tiếng của nó cũng rất là ngọt ngào các bác nhá. Giá 8 triệu các bác. Thì các bác có thể sở hữu những dòng âm ly 907 XDCAT này, đánh vào những cặp loa này thì tuyệt vời luôn. 18 triệu chiếc âm ly 907 XDCAT, chỉ vàng siêu đẹp. Và các bác có thể chơi cặp loa này giá 19 triệu, giá tốt nhất thị trường với hiện tại bây giờ. Và các bác có nhu cầu lấy bộ cấu hình này thì nhắn tin cho em. Em xin kết thúc video clip tại đây. Riêng 907 XDCAT nó oánh vào đây làm cho cặp loa đánh tiếng mềm oặt luôn, rất là hay các bác nhá. Và các bác có thể, quan trọng nhất là các bác có thể ghép con vang hát karaoke trên những bộ này. Ba yếu tố: nghe hay, bầy đẹp và karaoke nghêu ngao cực kỳ tốt. Bộ này các bác vặn to lên nó oánh kiểu đúng dạng cho hàng xóm nghe luôn. Nhưng các bác thích nhẹ nhàng uyển chuyển nó vẫn đáp ứng được. Và đặc biệt là con 907 XDCAT này nó chuyên trị những cặp loa mà ra tiếng khó nhai các bác, thì nó có thể cho ra tiếng ngọt ngào luôn các bác. Bát oánh sâu đậm. Bát oánh sâu tép này. Và quan trọng nhất là sạch tiếng các bác. Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ. Hôn lên tóc mềm lê. Bác nào có nhu cầu mua bộ cấu hình này thì nhắn tin cho em. Em xin kết thúc video clip tại đây. Và xin nhấn mạnh các bác là một cặp loa Diatón DS505, giá chỉ 19 triệu, đẹp, xuất sắc từng góc cạnh. Đó các bác, thùng gỗ đặng các bác. Mỗi thùng nặng gần 50kg, 100W trên một thùng. Dã man luôn các bác ạ. Và con 907 XDCAT cũng như vậy, nó nặng gần 30 cân. Toàn những hàng nặng đánh vào nhau. Và các bác có thể lấy con Sansui 607 XDCAT, 707 XDCAT đánh vào cặp loa này hoàn toàn đúng kỹ thuật, không bị ngốn, không bị đuối công suất các bác nhé. Cặp này nó công suất tiêu thụ 100W nhưng nó rất dễ đánh các bác ạ. Bởi vì cái chất tiếng của cặp loa này là tiếng của nó rất là nổi các bác nhé, cực kỳ nổi luôn. Và quan trọng nhất là phân tần nó không ngốn công suất cho các bác, nên các bác đánh cái hiệu suất và loa rất là tốt. 907 XDCAT đánh vào đây rất ngọt, hoặc những dòng XDCAT nói chung các bác. Em xin tạm dừng video đây, các bác có thể lấy lẻ âm ly hoặc loa, hoặc lấy cả bộ này. Bộ này các bác có thể lấy thêm con vang để hát karaoke các bác nhé. Đó các bác. Quánh cực kỳ lực. Bát quánh rung đất.